Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã bước vào một năm mới, năm 2024. Xin được kính chúc toàn thể quý vị và các bạn một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Ngày hôm nay, Hà Đăng TV sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu một vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm, đó là việc có hay không việc sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào thành phố Nam Định. Nếu sáp nhập thì sẽ sáp nhập theo hướng nào và khi nào sẽ thực hiện? Ngay bây giờ đây thì Hà Đăng TV sẽ thông tin tới quý vị và các bạn. Trước khi đi vào nội dung chính, quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của Hà Đăng TV. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó thì cái tên huyện Mỹ Lộc đã không còn có tên trong bản đồ của tỉnh Nam Định nữa. Thay vào đó, Mỹ Lộc sẽ được sáp nhập vào thành phố Nam Định. Trước đó thì vào ngày 17 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó thì thành phố Nam Định sẽ mở rộng thêm diện tích bao gồm toàn bộ huyện Mỹ Lộc và một số xã thuộc huyện Vụ Bản và Nam Trực. Theo số liệu thống kê chính thức của Cục Thống kê tỉnh Nam Định, đến cuối năm 2022, huyện Mỹ Lộc có diện tích tự nhiên là 74,49 km², số đơn vị hành chính là 11, bao gồm 10 xã và 1 thị trấn, dân số trung bình là 76.378 người. Thành phố Nam Định có diện tích tự nhiên là 46,41 km², số đơn vị hành chính là 25 xã phường, dân số trung bình là 249.267 người. Căn cứ Nghị quyết số 1211 ngày 25 tháng 5 năm 2016 và Nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Theo đó thì tiêu chuẩn của một huyện đồng bằng sẽ bao gồm diện tích tự nhiên là 450 km² trở lên, số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc là có từ 13 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất là một thị trấn, quy mô dân số là 120.000 người trở lên. Tiêu chuẩn của một thành phố trực thuộc tỉnh sẽ bao gồm diện tích tự nhiên là 150 km² trở lên, số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 trở lên, trong đó 65% là phường, quy mô dân số là 150.000 người trở lên. Đối chiếu với các tiêu chuẩn như trên thì cả Mỹ Lộc và thành phố Nam Định đều không đáp ứng đủ các tiêu chí của một huyện và một thành phố trực thuộc tỉnh. Như quý vị và các bạn đã biết, thành phố Nam Định là tỉnh lỵ của tỉnh Nam Định, là đô thị trung tâm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng và nằm trong vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, thành phố Nam Định đã được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh từ năm 2011 và là một trong 22 đô thị loại 1 của cả nước. Kinh tế xã hội của thành phố đã có những bước phát triển nhanh, mạnh trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ du lịch. Tốc độ đô thị hóa nhanh, phạm vi xây dựng đô thị thì ngày càng mở rộng cùng với việc phát triển các khu công nghiệp tập trung, các khu đô thị mới, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch và đầu tư cơ bản đáp ứng được tình hình phát triển đô thị. Tuy nhiên, hiện nay thành phố Nam Định cũng đang bộc lộ một số tồn tại hạn chế nhất định như quy mô diện tích thành phố nhỏ, hẹp dẫn đến không gian phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, nguồn lực của địa phương và trung ương cho phát triển kinh tế xã hội bị phân tán. Từ thực trạng trên, nhu cầu mở rộng và điều chỉnh địa giới hành chính đã trở thành nhu cầu nội tại, cấp thiết, phù hợp với quy luật trong bối cảnh thành phố đang phấn đấu trở thành thành phố trung tâm của tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Huyện Mỹ Lộc tiếp giáp với thành phố Nam Định là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Nam Định. Vị trí địa lý thuận lợi như trên cùng với hệ thống giao thông có sự kết nối chặt chẽ với thành phố Nam Định và là các đơn vị hành chính tiếp giáp đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, mạnh. Quá trình đô thị hóa của huyện diễn ra nhanh chóng. Huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định trong các thời kỳ trước đây đã nhiều lần chia tách, sáp nhập nên nhân dân hai địa phương có mối liên hệ mật thiết về kinh tế, sự đồng nhất về văn hóa, tập quán sinh hoạt từ lâu đời. Từ thực tế trên, cùng với xu hướng tất yếu về phát triển đô thị và định hướng phát triển thành phố Nam Định tương xứng vị trí, vai trò trong giai đoạn tiếp theo, việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định là yêu cầu khách quan, có tính cấp thiết. Mặt khác, việc sáp nhập huyện Mỹ Lộc để mở rộng thành phố Nam Định làm giảm một đơn vị hành chính cấp huyện, phù hợp với chủ trương của Đảng về việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đồng thời, việc mở rộng thành phố Nam Định đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2, điều 128 luật tổ chức chính quyền địa phương, phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam cũng như quy hoạch chung của thành phố Nam Định đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050. Vậy thì phương thức sáp nhập sẽ thực hiện như thế nào? Thứ nhất là sáp nhập toàn bộ huyện Mỹ Lộc về thành phố Nam Định. Trong đó, sắp xếp lại các xã của huyện Mỹ Lộc chỉ còn lại 7 xã bao gồm Mỹ Tân, Mỹ Trung, Mỹ Phúc, Mỹ Thắng, Mỹ Hà, Mỹ Thuận và Mỹ Lộc. Xã Mỹ Lộc thì là một xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã bao gồm Mỹ Thành, Mỹ Thịnh và Mỹ Tiến. Thứ hai là thành lập một phường mới trực thuộc thành phố Nam Định trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Hưng. Phường mới sẽ có tên là phường Hưng Lộc. Như vậy là sau khi sáp nhập thì thành phố Nam Định sẽ có thêm một phường mới tên là phường Hưng Lộc. Về thời gian sáp nhập sẽ thực hiện theo lộ trình như sau. Trong năm 2024 sẽ triển khai lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập, sau đó thì tiến hành sáp nhập. Song song với đó thì hoàn thiện các cái thủ tục sắp xếp bộ máy, giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức dôi dư và xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp. Năm 2025 thì tiếp tục thực hiện các công việc còn tồn tại của năm 2024, đồng thời tổng kết đánh giá quá trình tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Như vậy là công tác sáp nhập sẽ hoàn thành vào năm 2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin ngày hôm nay của Hải Đăng TV. Chúc các bạn có một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ kênh để bà con Nam Định ở xa quê nắm được tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.